Xin chào các bạn. Điểm đến tiếp theo vô cùng hấp dẫn mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ở Phú Quốc và có thể là được coi là nơi hấp dẫn nhất Phú Quốc, đó chính là Vinpearl Safari các bạn, là vườn thú bán hoang dã. Và mình sẽ đi xe của khách sạn á, từ khách sạn Vin Oasis tới khu hoang dã Safari nha. Giờ thì mình mời các bạn cùng theo chân mình đi vườn thú Safari nhé. Chúng ta di chuyển từ khách sạn Oasis tới Vinpearl Safari thì tầm khoảng 4-4 cây nha các bạn. Ở đây là rất là tiện lợi vì là rất là gần nên mình có thể đi xe của khách sạn luôn, khách sạn đón mình từ khách sạn đến Safari tầm khoảng 15 phút ngồi xe các bạn. Tại vì này nó phải nằm sâu trong rừng nên mình di chuyển hơi xa một tí. Nằm trong rừng nguyên sinh ở bắc đảo Phú Quốc, Vinpearl Safari là khu bảo tồn động vật bán hoang dã đầu tiên và lớn nhất Việt Nam, được Hiệp hội Vườn thú Đông Á ra đánh giá là tốt nhất ở khu vực. Trải dài trên diện tích rộng lớn và hệ sinh thái trù phú, Safari được biết đến là nơi cư ngụ của 3.000 động vật hoang dã quý hiếm. Các loài vật tại đây được sinh trưởng trong môi trường hoàn toàn tự nhiên, hưởng trọn không gian xanh của thảm thực vật với môi trường an toàn, chăm sóc bởi các kỹ sư nghiên cứu động vật học hàng đầu quốc gia. Nơi đây, bạn có thể bắt gặp nhiều nhân vật trong những bộ phim hoạt hình kinh điển về thế giới hoang dã như Vua Sư Tử, Rio Chú Vẹt Tua Dài hay trải nghiệm cuộc sống rừng xanh của Thập Trăng. Mỗi phân khu trong Vinpearl Safari là một hệ sinh thái khác nhau, đảm bảo phù hợp với đặc tính sinh học của từng loài. Từ khu vườn thú mở tới công viên động vật hoang dã, vương quốc chim và vườn hồng hạc tiêu kỳ, mỗi nơi một vẻ vô cùng sống động. Vườn thú mở được thiết kế với hào nước quanh, vừa tạo môi trường sống hài hòa với thiên nhiên, vừa mang lại tầm quan sát chân thực và sống động cho du khách. Đây là nơi sinh sống của hàng ngàn loài thú quý như vượn sáo, hồng hạc, vẹt đỏ cánh xanh, tê giác, thu cao cổ, bò rừng, rồng bắc và chân hoàng gia. Đặc biệt, với ba vườn chim được quy hoạch theo chủ đề sông, cò, sáo, cùng nét yêu kiều của hồ hồng hạc, đem đến một hành trình đặc biệt thú vị, đưa du khách hòa mình vào đời sống sinh động của muôn thú giữa khu rừng yên bình. Hấp dẫn nhất phải kể đến trải nghiệm công viên động vật hoang dã bằng xe chuyên dụng theo phương thức thú vị, người nhốt, thú thả. Du khách ngồi trên xe buýt được tận mắt nhìn ngắm ổ Bengal quý hiếm vờn nhau trên đám cỏ khô, đàn hươu cao cổ thung lũng nói nhau qua ban đường, bầy tê giác nhẫn nhơ tắm cùng hay đàn linh dương cảnh giác với những tiếng gầm gừ của chúa tể sơn lâm. Nên mình tới nơi các bạn, mình đang cầm trên tay là cái tấm vé để vào cổng nha các bạn. Bây giờ thì mời các bạn cùng mình vào cổng để tham quan thử vườn thú Safari có những gì và những loại thú quý hiếm đẹp như thế nào nha. Mời các bạn cùng theo chân mình đến Safari nào. Đây công viên em chưa thành hai khu vực nhé. Đây là khu bán hoang dã thì sẽ có xe bus đưa ra ngoài hoàn toàn miễn phí. Đó, cái này đi chung với khác thì mới là hoàn toàn thả tự do ở ngoài. Còn khu đi bộ thì rộng 80 hecta thì giờ mình thích có thể đi bộ trên khu bộ này. Đó. Còn nếu mà không muốn đi trên khu đi bộ bằng đi bộ á thì thuê xe, một chuyến tour chiều rưỡi một xe tới 7 người hay là 100.000 người đó là du trạm dừng có được 3 trạm. Đây, bắt đầu từ kiếp xu chở khách qua khu vôi và với một trạm đó là vườn cáo thì mình có thể xuống tương tác ở ba khu vực đó, chỉ nào muốn đi nữa gà trạm đón xe đi thôi. Còn hiện tại thì anh chị đang ở khu Ninh Cộng, nếu mà muốn đi vào khu sau đây gần nhất đây đó 700m. Đầu tiên thì vừa bước vào cổng là có một cái sơ đồ lớn để mình có thể tham khảo và phân cái khu vực để cho dễ đi các bạn. Ở trong này rất là rộng nên là mình có thể sử dụng xe buýt 100.000 trên một ngày để mình di chuyển nha các bạn. Địa điểm đầu tiên là
vườn hồng hạc nha các bạn. Hồng hạc Bỉ nổi tiếng với bộ lông màu đỏ hồng sáng, và trên thực tế từ Flamingo bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, mang ý nghĩa rực lửa. Hạc lông đỏ, chúng có cổ và đôi chân dài duyên dáng, mỏ có màu vàng nhạt phía dưới gốc, thân mỏ màu hồng đến da cam, các mỏ màu đen và các chiếc mỏ đặc biệt thiết kế cho cơ chế kiếm ăn riêng của loài. Chúng ta vừa đặt chân đến các khu vực của châu Phi, vừa rồi là châu Mỹ đúng không ạ? Ngay bây giờ hãy trở về khu vực của châu Á, chúng ta sẽ có những bạn động vật như thế nào, và chúng ta sẽ gặp về với một loài động vật cực kỳ tuyệt vời, vì đây là loài chim mỏ sừng tại châu Á rất đặc biệt đấy ạ. Hãy cùng nhau chờ đón các bạn đầu tiên, nó sắp về bên tay trái của mình. Kính thưa quý khách, đây là loài chim mỏ sừng nhỏ nhất tại châu Á của chúng ta. Nhưng với kích thước như vậy mà bạn được xem là nhỏ nhất rồi quý vị nhé. Thế nên chúng ta có thể nghĩ được rằng loài chim mỏ sừng còn lớn như thế nào nữa. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát bạn bạn này, đó là loài cao cáp phương Đông. Cao cáp phương Đông được tìm thấy rất nhiều tại các tiểu lục Ấn Độ và một số khu vực tại Việt Nam của chúng ta quý vị nhé. Loài cao cáp phương Đông này được xem là loài chim mỏ sừng nhỏ nhất tại khu vực của châu Á. Và ngay bây giờ hãy cùng nhau dở thêm một cái trang nữa, chúng ta sẽ đến với loài chim mỏ sừng được gọi là loài chim mỏ sừng lớn thứ hai tại châu Á. Và nhớ bằng này được tìm thấy tại Malaysia. Hãy cùng nhau quan sát theo hướng tay của mình. Chúng ta đang chờ đón sự xuất hiện của một loài chim mỏ sừng lớn thứ hai tại khu vực của châu Á. Và một trang nữa chúng ta chờ đón là bắt đầu của Malaysia. Đây chính là loài hồng hoàng tê giác được tìm thấy tại rất nhiều của bang Sarawak, Borneo tại Malaysia. Ok, thưa quý vị, bạn bạn này sẽ đến gặp với tất cả chúng ta để giao lưu và cùng nhau quan sát bạn bạn quý vị nhé. Tại sao được gọi là hồng hoàng tê giác? Quan sát vào đặc điểm trên đỉnh đầu cơn bạn này. Với một chiếc mỏ và bạn ấy sẽ có một chiếc sừng nữa khi trưởng thành quý vị nhé. Chúng ta sẽ chờ đón những loài chim mỏ sừng tiếp theo được xem là loài chim mỏ sừng lớn nhất tại châu Á. Hãy cùng nhau là xếp vẻ đẹp của những bạn này đi nào. Những bạn này được xem là loài chim mỏ sừng lớn nhất tại châu Á của chúng ta. Và còn một điều đặc biệt nữa là những bạn này được tìm thấy tại Việt Nam quý vị nhé. Hãy cùng nhau quan sát vào những bạn này, đó chính là loài hồng hoàng đất. Loài hồng hoàng đất được tìm thấy rất nhiều tại khu vực châu Á của chúng ta và đặc biệt là tại Việt Nam thì quý vị. Anh bạn đang tiến đến gần hơn cho một hốc cây và đó sẽ là một trong những nơi mà anh bạn này tìm kiếm thức ăn dành cho mình trong tự nhiên hoang dã. Vì trong tự nhiên, những hốc cây giống như vậy sẽ là nơi ẩn náu của một số loài côn trùng nhỏ, những loài gặm nhấm hoặc là một số loài chim non quý vị nhé. Cũng là nơi mà bạn ấy tìm thức ăn của mình hàng ngày. Và đặc biệt nhớ bạn này sở hữu dành cho một chiếc mỏ rất là to lớn, nhưng phần chính là các bạn hay ăn trái cây quý vị nhé. Ok, còn nhau quan sát vào các bạn hồng hoàng này phía bên trên chính là bạn hồng hoàng rộng cái tên là Giant. Bạn ấy sở hữu dành cho một đôi cánh có thể dài lên đến 1,5m khi trưởng thành. Và đó chính là cách thức di chuyển bằng đôi cánh. Còn di chuyển bằng đôi chân thì như thế nào? Hãy quan sát vào trong vùng. Quý vị có nhìn thấy không ạ? Anh bạn di chuyển bằng cách nhảy quý vị nha. Rất là đáng yêu đúng không nào? Đó là một trong những cách thức mà bạn di chuyển bằng đôi chân của mình. Đặc biệt với chiếc mỏ này được cấu tạo từ chất keratin, một chất ở trong tóc và móng tay con người chúng ta. Bên trong chiếc mỏ này chính là cấu trúc cầu ong rỗng, cho chiếc mỏ trong bằng rất là nhẹ nhàng so với thứ mà quý vị đang mà sẽ thấy. Nhưng mà chiếc mỏ này đang có làm cho bạn có nguy cơ bị săn bắt cực kỳ cao, bởi vì anh bạn có cái tên là Phượng Hoàng Đất. Cho nên các bác thợ săn đồn thoại rằng chiếc mỏ này có giá trị về phong thủy bởi vì cái tên là Phượng Hoàng Đất trong truyền thuyết của chúng ta thưa quý vị. Và ta sẽ bật mấy chiếc mỏ này không hề như vậy, bởi vì chiếc mỏ của anh bạn này đang sở hữu được cấu tạo từ chất keratin và chất sừng. Hai chất này được tìm thấy trong tóc và móng tay con người chúng ta. Trên chiếc mỏ này không hề có giá trị kinh tế hoặc là phong thủy đâu quý vị nhé. Nó không khác gì tóc và móng tay con người được.
Ok, và ngay bây giờ bạn Trâm Phô với tạm biệt quý vị rồi. Dành cho bạn một trăm lời chào tạm biệt Trâm Phô. Thank you Trâm Phô, bye bye. Và đó chính là Trâm Phô, các bạn không thành trọng của chúng ta. Hãy cùng nhau quan sát vào trời anh đi nào. Các bạn Hồng Hoàng mãi sở hữu dành cho mà một đôi mắt màu xanh lam quý vị nhé. Và các bạn Phượng Hoàng Trống sẽ sở hữu dành cho mà một đôi mắt là màu đỏ huyết. Và đó là cách mà chúng tôi sẽ phân biệt được giới tính của các bạn này để đưa vào kế hoạch sinh sản quý vị ạ. Hãy cùng nhau quan sát bạn bạn này sở hữu dành cho mà một đôi cánh với độ dài là 1.5m và chiếc mỏ rất to lớn như vậy. Thế các bạn khi sẽ bắt mồi thì như thế nào? Hãy qua sẽ về sở hữu. Hãy đang chuẩn bị cho bạn này một con mồi. Với con mồi này được di chuyển vào bên trong phòng trung, quý vị hãy quan sát các bạn sẽ sang bắt mồi như thế nào nhé. Sẵn sàng thế nào trời ơi, các bạn cùng quan sát bạn bạn đi ạ. Và nhóm bạn này đang được bảo vệ cũng khá là tuyệt vời tại khu vực phim Ben Safari của chúng ta. Ok, tạm biệt các loài phượng hoàng của Việt Nam. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy trở lại khu vực của Nam Mỹ, khu vực của Châu Mỹ. Như lần này tôi xin mời tất cả chúng ta hãy đến với khu vực phía Bắc, giao lưu với loài bạn Chino Vũ tiếp theo. Và đó là ai? Hãy cùng nhau quan sát về phía sau khán đài. Những anh đang chờ đón sự xuất hiện của một loài chim số bắt mồi được mệnh danh là một loài chim số bắt mồi với lượng nhanh nhẹn nhất đến từ Bắc. Cùng nhau quan sát rõ hơn về bạn này với những lượt bay ngay tại tình trạng này. Chúng ta đang muốn nói đến loài diều hâu cánh hồng, một đôi bay nữa dành cho anh bạn. Và khi anh bạn đang ăn gần và chúng ta, quý vị vui lòng đừng dùng tay cho mình để chạm lại anh bạn này nhé. Bởi vì một món phút cơm bạn rất sắc nhọn sẽ làm tổn thương lên đôi tay của chúng ta, thưa quý vị. Quan sát và cầu hộ liều viên, khi tiếp xúc với bạn này phải mau gần tay với độ dài là 3 lớp bằng da thật để bảo vệ đôi tay của mình. Mà các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đo đạt được là 180 km/h, quý vị nhé. Một tốc độ cực kỳ tuyệt vời. Và mỗi một quay nữa dành cho bạn diều hâu của chúng ta. Quý vị được quan sát thấy quá trình sáu bồi của những con bạn này sự di chuyển và tái hiện lại ngay tại trên sân khấu. Chúng ta đang chuẩn bị cho bằng một con mồi xả. Con mồi này được di chuyển ngang giữa sân khấu. Quý vị hãy quan sát các bạn sẽ sẵn bắt mồi như thế nào nhé. Sẵn sàng như nào Christina. 1, 2, 3, let's go big guy, come on. Một chào mời các vị dành cho bạn đi ạ. Đó chính là quá trình sáu mồi của bạn trong tự nhiên hoang dã, quý vị nhé. Thương chọn cho một vị trí cực kỳ cao. Chắc là con mồi khi mà bạn tiến thẳng với con mồi của mình. Sau dùng một bốn phút để phối chặt vào con mồi đó. Cân nặng của bạn chỉ đến 1 kg. Nhưng bạn lại ra mất con mồi khi mình gấp 3, gấp 4 lần trọng lượng cơ thể. Và đặc biệt hơn nữa là có thể đạt đến tốc độ 180 km/h, thưa quý vị. Và ngay bây sau đây cùng nhau dành cho bạn một tràng thân lời chào tạm biệt. Diêu hầu cảnh hồng. Thank you. 180 km/h thì không phải là chim lông vũ nào cũng có thể đạt được được. Vì ngay cả là bàn đầu trắng là biểu tượng của Hoa Kỳ, khi em bạn bay và sang bắt một con mồi thì cũng chỉ đạt đến từ 120 đến 140 km/h mà thôi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt nhóm bạn động vật đến từ khu vực của Bắc Mỹ. Hãy cùng tôi tham dự một cuộc thi, quý vị nhé. Cuộc thi này về chủ đề bảo vệ môi trường được mang tên thi tài tài trị. Chúng ta sẽ có cuộc thi với hai vận động viên được tìm thấy tại khu vực của Nam Mỹ và có thể là như sau. Mỗi vận động viên sẽ có cho mình 3 cuộn giấy nguyên liệu như thế này. Các vận động viên sẽ có nhiệm vụ là gấp và nhặt những cuộn giấy để bỏ vào chiếc thùng phục vụ cho việc tái chế. Vận động viên nào hoàn thành trước nhất sẽ là vận động viên chiến thắng. Và ngay bây giờ quý vị cùng nhau quan sát về sân khấu để chờ đón vận động viên đầu tiên. Bạn bè mặt họ sang vàng có tên là Rio. Và đối thủ của Rio, bạn bè mặt thầu đỏ cánh xanh có tên là Cherry. Vỗ tay cho chào hai bạn đi ạ. Cảm ơn quý vị đã nhiều. Chúng ta đang chào đón một loài chim lông vũ rất là to lớn và xinh đẹp tại khu vực của Nam Mỹ. Và trong cuộc thi nào thì cũng cần những cổ động viên để cổ vũ cho các vận động viên đi không ạ. Xin mời tất cả quý vị ở trên khán đài là vận động viên dành cho hai bạn này nhé. Và đây cuộc thi hấp dẫn xin phép được chia khán đài thành hai đội. Quý vị ở khán đài số 1 chúng ta sẽ cổ vũ dành cho bạn Cherry. Quý vị còn lại sẽ cổ vũ dành cho Rio.
Và nhiệm vụ của chúng ta đây, quý vị sẽ vỗ tay với một tập to tâm phần đồng viên của mình trong buổi thi chính thức. Nhưng trước tiên tôi sẽ muốn thử thách đối với các loại của đồng viên. Đầu tiên là đội của Cherry trước nhé. Khi tôi đếm 1, 2, 3, tất cả đội thành viên của Cherry chúng ta sẽ vỗ tay với một tập to tâm phần đồng viên của mình chính là Cherry. Quý vị sẵn sàng chưa? Thể hiện tinh thần chiến đấu của mình nào. 1, 2, 3, Cherry, Cherry, come on. Uh-oh, how about that? Okay, let's try one more. Ngay bây giờ, quý vị cùng nhau quan sát vào đội của Rio. Xem phần năng lượng của Rio có bằng đội nhà mình hay không nhé. Sẵn sàng cho Rio ạ. Năng lượng hơn cả đội đối thủ nào. 1, 2, 3, Rio! Yes, super hơn rồi ạ. Còn ngay bây giờ, quý vị cùng nhau đến với cuộc thi và hãy mang năng lượng của chúng ta dành cho các vận động viên của mình trong cuộc thi về chủ đề bảo vệ môi trường. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, let's go! Bỏ tay nào quý vị ơi, còn bỏ tay cho các vận động viên của mình đi ạ. Bạn nào chỉ dự thắng cuộc thi này đây? Cuộc thi cuối cùng dành cho các vận động viên của chúng ta. Yeah! Một tràng pháo tay quý vị dành cho Cherry! Rất tuyệt vời đi không ạ? Dạ. Tại sao không công bằng ạ? À, thưa quý vị, anh huấn luyện viên của Rio khiếu nại là đội Cherry đang đang lặng với viên huấn luyện viên di chuyển viên giày ạ. They say you're not fair play for the game because you would have won. Yes, you know, Rio team. They say yes. They say no. Ok, thưa quý vị, tôi nghĩ rằng để giải quyết vấn đề này, tôi xin đề xuất là chúng ta sẽ cần có một cuộc thi nữa được không ạ? Khi câu hỏi và tất cả quý vị đồng ý thì chúng ta sẽ nói yes thật lớn nhé. Một cuộc thi nữa dành cho Cherry và cả Rio, đồng ý không ạ? Yeah. Vậy thì hãy trở lại cho vào ngày mai quý vị nha. Ok, chỉ được một tí thôi, xin mời tất cả chúng ta hãy cùng nhau đến với cuộc thi thứ hai. Lần này quý vị phải năng lượng hơn nữa dành cho mỗi vận động viên của mình. Một cuộc sống nguyên liệu để nhanh phần thực hành bài. Xin mời các vận động viên cùng nhau về vị trí. 1, 2, 3, let's go! Một tràng pháo tay quý vị khác dành cho Rio. Huấn luyện viên đó là còn một tí xíu thôi ạ. Nhưng mà điều này chứng tỏ là gì ạ? Có vận động viên nào gian lận cho các cuộc thi thì không thể chiến thắng được quý vị nhé. Nhưng mà Cherry cũng đã cố gắng con nào chân chơi vào một trận lớn nữa cho Cherry 2. Nhưng mà trong cuộc thi này thì quý vị đã là chiến thắng cũng không quan trọng. Bởi vì thông điệp mà chương trình muốn gửi đến tất cả chúng ta, hãy cùng nhau chung tay để bảo vệ môi trường bằng rất nhiều phương pháp. Và một trong số đó hãy tiết kiệm tái chế và sử dụng giấy cũng như bỏ rác đúng nơi quy định. Và ngay bây giờ dành cho hai bạn này một tràng pháo tay nữa. Chào tạm biệt Cherry và cả Rio. Vâng, thưa quý khách, và ngay bây giờ hãy cùng nhau quan sát về sàn khấu và chuẩn bị camera của mình. Bởi vì chúng ta đang đến với phần kết của chương trình. Để cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị để đến với VinFun Safari sáng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ mang đến hơn 30 các bạn động vật đến từ các châu lục xuất hiện cùng một lúc ngay tại sàn khấu để chờ đón tất cả chúng ta. Và ngay sau đây, hãy chờ đón vào động vật đầu tiên. Quý vị đang chờ đón sự xuất hiện của bạn bồ đồng cần sóng, một trong những loài chim nước to lớn nhất trong thế giới chim nước của chúng ta tại khu vực của châu Á. Với những mỏ rất to lớn và bạn đang có một kỹ năng sinh tồn rất tuyệt vời quý vị. Và ngay sau đây hãy cùng nhau quan sát vào bên trong khu rừng kia. Xin đón nhóm bạn động vật đến từ châu Mỹ. Quý vị đang chờ đón sự xuất hiện của các bạn về macaw đến từ khu vực của châu Mỹ, và đây là loài về macaw có tuổi thọ lớn nhất trên thế giới. Một trong những loài vật có thể sống ở đến 65 năm, 75 năm là quý vị nhé. Và quý vị đang chờ đón nhóm bạn động vật tiếp theo đến từ khu vực của châu Phi đã xuất hiện ngay tại sân khấu. Nhóm bạn này có một tiếng mỏ rất là ngộ nghĩnh cho mình, được gọi là cò mỏ thia và cò mỏ vống của châu Phi. Đây là đặc hữu tại châu Phi, nhớ bằng cò mỏ thia, cò mỏ vống của chúng ta thưa quý vị. Và nhớ bằng đồ vật đang di chuyển phía sau có phần to lớn hơn. Đó được gọi là các bạn giang sen đến từ khu vực của Việt Nam. Vẫn chưa hết đâu ạ. Sự thiết hiện đặc biệt cuối cùng các bạn mang với tượng hòa bình, các bạn bồ câu vua. Yeah.
xuất hiện ở tất cả các bậc hồ cầu vua, các bậc đền đến từ khu vực của châu Mỹ, giá bằng chim nước khu vực của châu Phi, châu Á cho đến tất cả Việt Nam của chúng ta. Để các bạn trên đây bị gì động phần sẵn ngày hôm nay đã. Xin mời tất cả với các bạn dành cho các vị huấn luyện viên của chúng tôi một tràng thật lớn cùng với các bạn đồng hành đã mang đến cho tôi một rất tuyệt vời trong sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau quan sát lại sân khấu một lần nữa để MC Minh Khánh cùng với tất cả ekip chương trình xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị một ngày tham gia thật thú vị vui vẻ thật bình an sao free. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý khách rất nhiều và ngay bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta có thể chiêm ngưỡng làn điệu đẹp của các bạn động vật đang có mặt ngay tại trên sân khấu. Và những quý vị nào muốn chụp ảnh cũng như là selfie cùng với các bạn này, chúng ta sẽ di chuyển phía bên trên và không di chuyển trên sân khấu quý vị nhé. Universal Series đang cùng chúng ta đi chống dịch tại khu vực của mọi người chúng ta, cho nên là quý vị sẽ đảm bảo khoảng cách an toàn cũng như đeo khẩu trang vào trong suốt thời gian chúng ta tham quan cũng như là tham dự các chương trình truyền tác quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và nếu các bạn muốn chụp ảnh cùng với các bạn này cho thời gian di chuyển xuống phía dưới á, là chúng ta có thể chụp ảnh selfie cùng với các bạn này quý vị nhé. Đi tham quan trời ơi, nó có hồ nào chứ, thu thập lên đó. Nó mới nói là chỉ đi trong ngày thương khu bờ sát vô nè. Bây giờ mình đi vô trong thử, ở bên trong này có con gì nha. Ồ, đẹp quá. Ở trong này là kiểu như là các loài động vật và bò sát luôn nha. Đây là tắc kè các bạn ơi. Kè cho tắc kè gì? Trên này có con tắc kè nè. Các bạn thấy không các bạn? Đó. Rồi zoom lên. Rồi. Đây. Bên trong đi mấy con màu xanh này nọ. Bên này chứa
khô chậu. Cắt được xài mới ăn không? Em ăn chậu. Ấy cắt được xài mới ăn không vậy? Có chứ. Đây là con cự đa đỏ. Nó thuộc lớp bò sát và bộ bò sát có vảy nha các bạn. Nó là thuộc họ cừu đà. Chiều dài trung bình là thường là 1m75 đến 2m lận các bạn. Nó con nặng tới 8kg luôn nha các bạn. Rất là bự. Cưng. Đồ ăn nó nè. Con này thì thường ăn trứng, côn trùng, các loại giun, trái cây và hoa nha các bạn. Nè, đồ ăn của nó kìa. Rơm rồi. Này là con chanh nha các bạn. Nó rất là bự luôn á. Để nằm con ở trong này luôn nè. Cái đầu nó ở bên góc này đẹp quá thấy luôn. Cái này thằng người qua đây xích. Nhìn trên màn hình điện thoại á. Xẻ qua cái đầu nó nằm bên kia. Cái bụng nó ăn bự á, chụp hình luôn. Đây nha. Con này đưa làm gì được người ta. Đây là chanh mắt nha các bạn, cũng thuộc lớp màu sáng luôn nha các bạn. Cũng là động vật có vảy. Nặng từ 50 đến 100kg. Động vật có vú. Động vật lương cơ bò sát. Tôi trưởng thành từ 2 đến 3 năm. Thời gian ấp trứng từ 60 đến 90 ngày. Trung bình 12 đến 18 trứng. Chiều dài lên đến 6,4m. Này là con chanh xanh, chanh màu xanh. Nhìn ở đây thời gian cũng rất được luôn á anh ha. Ừ. Nhìn dài sao cái con chanh này mà xinh vậy. Đây, vậy nó thấy rõ hơn là chanh. Ờ đúng rồi á, biết gì phải không? Chanh xanh. Ờ. Vậy lát nữa còn anh quay trên đó luôn á anh. Chiều dài từ 1m5 đến 2m khi trưởng thành. Này còn nhỏ nữa các bạn. Tôi trưởng thành là từ 2 đến 3 năm. Thời gian ấp trứng 50 ngày. Đây. Không mặc kèm sao? Mặc là ánh sáng. Thấy không? Lát nó lặng quay cái biển kia. Thằng làng ánh sáng nè các bạn. Là con thanh lành ánh sáng cũng thuộc lớp bò sát nha các bạn, cũng là loài bò sát có vảy. Con này thì là họ tắc kèo. Tôi trưởng thành từ 1 đến 2 năm, thời gian ấp trứng từ 60 đến 65 ngày, trung bình 2 trứng một lứa. Tôi trưởng thành thanh lành ánh sáng có màu xanh ngọc tươi sáng với đôi mắt to màu đen và các mảng màu đỏ trên lưng. Tuổi thọ là tầm 6 đến 8 năm nha các bạn. Mời bạn, mời bạn. Bóp bỏ ra đây, bóp bỏ ra đây. Đây là bế. Đây, tao bóp cho anh. Chào bác. Chào bác. Không nè, cứ để nguyên cầm. Người bố đưa anh. Không cầm thôi, đây cầm bà. Em đứng đây. Không cầm. Nào từng người một nhé. Em là làm cho xong đến đây cho xong không để chị. Được. Em áo vàng đấy. Xong chưa? Chào ngay cho. Em ăn được không? Anh lấy tay kia. Không được ăn à? Toàn cho con này ăn kìa. Thôi, cho từng con ăn. Cho con kia đi. Được chưa? Cho con này nó rỗi rồi. Thiếu vào. Đi. Đây. Thiếu vào. Đây là cấu chó. Con đang đu đang đều này. Đó là con cừu. Đây có một con vườn đang đứng.
mình như thế. Đây là con mã vàng đến từ Đông Nam Á. Gia đình thấy con này màu gì ạ? Tại sao tôi mặc này là màu vàng? Dạ không, con đen là con đực, con vàng là con cái. Vậy sinh ra con nào, con đực đen hay là vàng? Lớn lên mới chuyển sang đực. Bên tay phải là con vọt, được gọi là vọt trà má. Cả nhà thấy con vọt vậy? Gia đình nhìn đến cái cây của lá có đuôi như cái cắn á. Trên cái cây có nhiều lá ở tầm 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 tầm. Nếu như chưa nhìn thấy thì nhìn cho bạn biết nè. Bên tay phải là kỳ chó mắt xanh. Kỳ chó mắt xanh là kỳ chó mắt xanh. Bả chúng ta không ra phải lên thiên đàng. Đây là cuộc đang đùa. Không được nhà nghe mặt phê. Tiếp theo bên tay phải của vị khách đây là những con khỉ bé nhỏ đến từ Hà Nội. Như con sóc. Đây là cảnh. Chúng con đấy. Bây giờ nhà mưa ra thì ôi nó đi nhu sắc luôn á chồng. Cái sóc mà nó cái đuôi của nó bé tí à. Chia tay với những con khỉ bé nhỏ dễ thương đáng yêu, chúng ta đến với ngôi nhà của loài động vật không ăn không ngủ. Chúng ta đang nhìn ngắm chúng con. Cô kê cái cây rừng.